Niềm vui hay nỗi buồn là do bản thân mình chọn. Hạnh phúc là điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều theo đuổi, bằng cách này hay cách khác. Có người coi thành công là hạnh phúc, có người chọn sự giàu có để hạnh phúc, hay có người đơn giản chỉ tìm kiếm sự bình yên là hạnh phúc. Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ kiếm được thật nhiều tiền và giàu có người cảm thấy hạnh phúc khi họ leo lên vị trí cao hơn trong nấc thang nghề nghiệp và được xã hội trọng vọng. Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ được sống với đam mê và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Có người cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong tình yêu và sự lãng mạn của tình yêu. Thế nhưng, tôi cũng gặp nhiều người thuộc nhóm giàu có nhất thế giới luôn cảm thấy trầm cảm, cô đơn và lo lắng. Tôi cũng đã đi đến những quốc gia nghèo nhất thế giới và gặp những người có cuộc sống khốn khổ nhất. Tuy nhiên, họ luôn nở nụ cười trên môi và hưởng thụ cuộc sống dù cơm chẳng có mà ăn. Tôi đã phát hiện ra rằng hạnh phúc thực sự là không bao giờ theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta, bất chấp mọi hoàn cảnh. 10. Tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú không thể hại được, thức ngủ không yên, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng, vô tư. Đó gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. 11. Tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vị đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán sát tất cả các pháp do các duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh, bất diệt. Để cho tâm được thiện lành, trong kinh Hiền Ngu nói, ở nước Ba Tư này, có một người cư sĩ tên là Ưu Ba Cúc Đề làm nghề buôn bán. Bây giờ có ngài A La Hán tên Đa Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa, dạy Ưu Ba Cúc Đề luyện tâm bằng cách lấy một mỡ đậu đen để trong túi áo. Hễ nghĩ một niệm lành thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vào lon. Nếu khởi một niệm ác thì lấy một hạt đậu đen bỏ vào trong lon. Ưu Ba Cúc Đề vâng theo lời dạy. Ban đầu hạt đen nhiều hơn đậu trắng, dần dần tu tập đen trắng ngang nhau. Rồi chăm tu chẳng gián đoạn, nên không còn hạt đậu đen nào cả, chỉ toàn là đậu trắng. Khi ấy niệm thiện đã thắng niệm ác. Ưu Ba Cúc Đề chứng đắc sơ quả. Kinh Pháp Cú thí dụ, Phật dạy phải giữ năm giới, tu thập thiện, hành lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ thiền. Ba môn giải thoát chính là pháp yếu điều phục tâm mình. Thợ hồ lo xây dựng, thợ mộc lo cưa đục, thuyền sư lo lái thuyền, người trí điều phục mình. Cất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người. Cứu sống khắp mười phương thiên hà chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Mã Ý. Tu tâm là một vấn đề rất quan trọng. Người đời tham, sân, si,
vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành bị thoái chuyển vì chẳng biết tu tâm. Người biết tu tâm mới có lòng từ bi hỷ xả. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Xóm làng có tu tâm, trong thôn mới được an ổn. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới thịnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo chứng quả. Làm hiền nhân quân tử, thành Phật đắc đạo cũng nhờ tu tâm. Thiện ác, tốt xấu, khổ vui đều do tâm tạo ra tất cả. Là Phật tử biết tâm rong ruổi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm, không sao thỏa được lòng tham. Tội kia theo đó càng làm càng sâu. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau. Tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ, tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đó đem đến lợi ích cho mình và người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình, hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người hiền lành, cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện, có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc. Trụ chấp đó là tâm chân thường, chân lạc, tự tại, giải thoát. Đây là phương pháp nhiệp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Đồng, tình, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh, chúng ta tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hạnh hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy. Ngũ dục lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Phải nếu ta thấy rõ các pháp không thật thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như khi hương thơm đến nảy sinh ý ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc, tức giận. Muốn khắc phục phải tịnh tâm để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái, mịn màng, thì sanh tâm say đắm, thô cứng thì lại chán ghét. Phật dạy, người đam mê xúc dục, nếu cứ mãi luẩn quẩn trong vòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm, không biết rơi xuống lúc nào.
Nên có câu, bởi mê mới làm tôi thì dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng tà. Dục tà điều hại người ta, dục là thống khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xướng, tà thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai điều thứ bất lòa, lợi gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe lắm điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa nhìn êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chỗ xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tâm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báo cổ đức. Thì văn cho chúng ta biết, nếu lục căn của mình được thanh tịnh, ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm đâu xa. Phật pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp bảo đàn kinh, Trần Nhân Tông cũng nói: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi đừng kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái vọng tâm, nó có cái chân tâm ở sẵn, trong đó không cần tìm đâu xa. Cho nên Ngài nói, trong nhà có báo thôi đừng kiếm. Nhưng khi nào của báo đó nó mới hiện ra? Chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết, giữ tâm bình thường, đó là thiền, là kiến tánh rồi, còn tìm ở đâu nữa. Cũng như sóng không lìa nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên. Sóng gió ví như phiền não vô minh, nước trong yên tịnh ví như biết bàn thanh tịnh chân như vậy. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia vui sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì, phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng, suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não, bệnh hoạn. Bác sĩ Hano De Habem ở giảng đường Mayo nói, trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phong thấp, trúng hàn, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gay go, ồn ào, nhộn nhịp quá,
đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chính và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui, khen chê, vinh nhục, chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh: lo lắng, ích kỷ, ghen ghét, sân hận, uất hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh, nó dư sức làm cho ta hóa điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ, có những ý nghĩ sợ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông Hsi Enlet bị nhiều chứng bệnh. Ông nói, tôi lo hết cái này đến cái nọ. Thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn, tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm cho mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi, áp lực ấy đã tới độ cao có thể mất mạng, cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về cầm sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình, lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở, vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cảnh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vui vẻ, có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời, dạy gì mà lo sợ, để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười, rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, song tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm rồi, không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết, thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình. Kể từ đó đến nay, tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh. Người nào không thắng được, lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói, ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa. Đến khi lớn lên vài tuổi rồi lại nói, ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Khi tới tuổi trưởng thành lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi. Ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một thì đã trễ quá rồi. Ông Edgara Ivan gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người, lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, họa vô đơn chí.
Ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản, sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói, tôi ăn không được, ngủ không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh, mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên đường, từ lúc đó không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình, nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ giữ sạch nợ nần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau, tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm, bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi rất hài lòng. Khi làm việc gì nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình, chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất. Mức độ thiệt hại của nó tới đâu để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đang đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã sống lại càng xấu hơn. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa, vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể xiết, như thế là do 3 nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong 3 đường dữ. Bồ Đề lão tổ từng dạy, làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình. Vào rừng săn bắn, tai họa thình lình, hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng. Cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường. Nhờ người gạt người, chịu đời thất thế, gian công lường của, chịu đời lầm lạc. Khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan, giữ của lòng tham, chuyển làm kiếp chó. Chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển, thấy sắc cố dâm, vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác, liên lụy đến con, quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn uống nóng quá, thận suy khô kém, khinh thánh thị thần, cầu nguyên vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phân vân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận, chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười, khó nổi lập thân,
chê người rách lành, chuyển kiếp cơ hàm. Đặng thời chê thất thế, suy sụp năng cầu, được sang chê hèn, đáo đầu bần tiền. Chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó, giữa của không bền. Kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược. Tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành, thị chúng kiếp cô, họa sanh nan giải. La ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu, vỗ ngực xưng hô, phổi động sanh ung. Hủy hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc, hủy hoại tiền của, gia cảnh bần hàn. Ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không gìn giữ, thiếu trước hụt sau. Tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sanh con không dạy, họa hoạn trùng lai. Thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa, sanh con ngũ nghịch. Nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si. Giả oan hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi. Bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc. Đốt nhà phá mã, hoang đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, căm khùng đền tội. Dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí. Mắng gió chửi mưa, ngay cuồng đền tội. Được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí. Truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Em côi anh bỏ, giảng cảnh thất thời. Phá cầu đào lộ, oan gia nghiệp chướng. Rào đường lấp ngõ, lo việc không thành. Bỏ người hoạn nạn, cầu phước vô linh. Nghe rên không trợ, cầu phước không thành. Thờ Phật lấy danh, phi tai lai vãng. Biết mà không nói, chịu đời lầm lạc. Chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh quan gia. Lương y giả trị, quả báo ba đời. Binh người đặng thế, chuyển kiếp thất thế. Thấy đánh không can, lâm nạn cô thế. Trước thân sao phản, vô duyên bất tính. Tự gian làm loạn, tai họa thình lình. Gần người hung dữ, lây họa liên can. Tánh giận hóa độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật độc phong, tỳ vị sanh trùng. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát, gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng màng tới. Lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bồ bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng thương yêu, tạo điều kiện nâng đỡ, ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi, không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại.
phản thầy lừa bạn, đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ vả, khi nghèo khổ hoạn nạn thì lẩn tránh, sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi, đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng, như mặc đồ chưa dơ báo người giúp việc giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đầy đọa sai người ta bưng lên lầu ba lầu tư mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm sòm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương chủ chỉ dạy không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại, đó là những kẻ bất nhân thức đức. Làm vua thì đam mê tửu sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh, đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút từ tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại, rồi bị chê cười, đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Trong khế kinh nói, nếu người nào thường làm việc phóng sinh, thời hưởng được 10 phước báo như sau. 1. Không có đào bình kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. 2. Trường thọ, khỏe mạnh, ít bệnh. 3. Tránh được thiên tai, hoạn nạn. 4. Con cháu đời đời hưng thịnh. 5. Chư thiên gia hộ, sở cầu điều tọa nguyện. 6. Quan lộc hưng thịnh, thuận bồn xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, chư Phật hoan hỷ, các loài vật cảm ơn. 8. Giải quán, mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu, vô não. 9. Hỷ khí tiết tường, bốn mùa an ninh. 10. Sau khi thân hoại, mệnh chung sanh lên cõi trời, hưởng nhiều phước báo. Nếu kim tu tịnh độ thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ còn nhiếp phục được tà thần, thứ dữ làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh, chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng, thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài tu không được, liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy: các con nên khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, quay trở lại rừng tu tâm tâm từ, nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A La Hán. Trong số các đệ tử Phật, tôn giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực,
Tôn giả quan sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sinh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chớ không đi, vì nhìn lại thuở quá khứ ngài sinh tâm niệm ác. Khi thấy một tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường, do nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục chịu nhiều thống khổ, bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm quỷ báng mà bị sa vào ác đạo như ngài thuở xưa. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói, nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng quan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy, trong tiền kiếp nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có hoài đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phàm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ, ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báo vô lượng. Giả sử như có người đem thức bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong Kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo, nếu người nào tu tập từ tâm thời hưởng được 8 sự lợi ích: 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiện thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng, ác thú, thuốc độc không gia hại. 6. Dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. 7. Mạng sống lâu dài. 8. Sau khi thân hoại, mạng chung sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật, ở thành Xá Vệ có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm ông đến tịnh xá thọ bát quan trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng, rửa mặt. Lúc đó, có tên ăn trộm chạy đến quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ thấy tang vật trước mặt ông, nên họ hỏi, có phải ngươi là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp, tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới càng ngăn, phân giải về ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt, nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn, ngài dạy: Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ách nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Hoàng. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Thập thiện nghiệp nghĩa là 10 điều lành của 3 nghiệp như sau: A. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp,
không tà dâm. B. Khẩu có bốn, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. C. Ý có ba, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Đó là 10 điều lành, ngược lại là 10 điều ác. 2. Nghiệp là gì? Nghiệp là những ý nghĩ, hành động, việc làm hằng ngày kết thành nghiệp lành, nghiệp dữ hoặc không lành, không dữ. A. Nghiệp lành. Theo quan niệm của nhà Phật là thân, khẩu, ý đều được trọn lành đem đến sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. B. Nghiệp dữ là những hành động tạo nên do nơi thân, khẩu, ý bất thiện đem đến sự đau khổ cho chúng sanh. C. Nghiệp không lành, không dữ là chỉ cho việc làm không thiện, không ác. Chính vì con người suy nghĩ, hành động gây nghiệp thiện, ác khác nhau, cho nên nó sanh ra quả khác nhau, nào là thọ, yểu, đẹp, xấu, giàu, nghèo, lành mạnh, bệnh tật, trí ngu. Chúng ta tự gieo nhân rồi thừa hưởng gặt, lấy kết quả của hành động đó. Nếu ai đã tạo ra nghiệp dữ, dầu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo ứng của nhân quả. Kinh Pháp Cú nói, dầu trên trời, giữa biển, hay lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú thí dụ Phật dạy, người nào làm việc bất chánh, độc ác, thời lãnh lấy 10 quả báo sau đây. Một, sống rất khổ sở. Hai, thân thể tật nguyền. Ba, bệnh tật triền miên. Bốn, tâm trí tán loạn. Năm, bị người vu bán. Sáu, mắc nạn quan nha. Bảy, tài sản tan nát. Tám, thân quyến chia lìa. Chín, nhà cửa tài sản bị lửa cháy tiêu tan. 10 là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Trong Kinh Chánh Niệm Xứ nói, nếu ai hay dùng lời nói giả dối não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm, khi sanh lên nhân gian bị quả báo không tai, mắt, mũi, lưỡi. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật, có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Ly. Khi sinh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật, do ác nghiệp gì cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp, lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ý mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ có tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho hàng đệ tử thấy được sự tai hại của sự nói dối, trong kinh A Hàm nói, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi, này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn, dơ. Con nghĩ thế nào, nước trong đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy, này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được.
Cũng vậy ta nói rằng, đạo cũng người kia mất hết, người đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp, này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn, để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quan sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện, thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện, thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng, La Hầu La nên biết, người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng, muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ác nghiệp, thiện hay là bất thiện. Nếu đó là thiện nghiệp, thì tinh tấn thực hành. Ngược lại là bất thiện, thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, Tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Lại nữa, phóng sanh còn thay đổi số phận. Tại địa phương Cối Kê, có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương và Trương Chi Đinh. Một hôm đi thiên ngang qua chợ, thấy có nhiều người nhốt vô số lương để bán. Hai vị thấy thế, sinh tâm thương xót, hùng tiền mua đem đi thả xuống sông. Đêm đến, cả hai vị đều nằm mộng, thấy một đấng thần minh nói với họ, bấy lâu nay hai vị thi không đậu, nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sanh, công đức vô cùng thù thắng. Cho nên ta báo tin vui cho hai vị biết, sẽ thi đỗ khoa này. Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy, khiến hai người nửa tin nửa ngờ. Nhưng quả thật như lời mách ấy là đúng, vì cả hai đều thi đậu. Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ. Có người lại nói rằng, nếu mọi người đều làm việc phóng sanh, hoặc chẳng còn ai làm việc săn bắt, thì các loài chim thú sẽ sinh trưởng tự do, lan tràn ra khắp chốn, làm rối loạn cả môi trường, còn chỗ đâu cho con người sống. Để giải thích vấn đề đó, Nguyên Minh nói rằng, lời nói này mới nghe qua thấy hợp lý, nhưng trong thực tế, mối đe dọa trước mắt hiện nay không phải quá đông các loài vật, mà là nguy cơ phải vĩnh viễn chia tay với nhiều loài động vật. Nếu không có các biện pháp kịp thời ngăn chặn, thì hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết trong môi trường thiên nhiên bị phá hủy. Thật vậy, hiện nay có rất nhiều loài động vật quý đã mất hẳn. Hơn nữa, sự giết hại hàng loạt các loài động vật làm biến dạng nhiều cảnh quan xinh đẹp trong thiên nhiên. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra điều đó và đang mở rộng dần các khu vực bảo vệ tự nhiên, nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành động săn bắt, giết hại trong khu vực ấy. Và cuối cùng thì con người đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc phá hoại môi trường. Như thế để cho chúng ta thấy phải từ bỏ việc giết hại, nhanh chóng thực hành việc phóng sanh mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Phóng sanh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sanh
nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm mà người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ. Thật là đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết, những kẻ chê bai, chỉ trích thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng, những kẻ săn bắt, buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Nay khuyến khích nhiều người làm việc phóng sanh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại, để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua, dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại. Cho dù không có ai làm việc phóng sanh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú. Bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải bán cho những người phóng sanh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sanh có thiện báo của việc phóng sanh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải là do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra, còn ta làm việc phóng sanh là xuất phát từ tâm từ bi thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú, nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời, cá nước, mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay nhiều con đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày ta ra chợ mua cá thịt về ăn. Hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại, ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng và để dành tiền mua vài con cá còn sống rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc bây giờ là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sao ngưng không tái phạm, như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn. Cũng như người làm ruộng gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sinh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm. Dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Muốn cho việc phóng sinh thành công tốt đẹp, trước tiên phải phát tâm từ, cảm thông nghĩ tưởng đến những con vật sắp bị giết hại mà thực hành việc phóng sinh. Nếu phóng sinh mà không xuất phát từ tâm từ bi thì việc làm đó không bền và dễ rơi vào chỗ sai lệch. Chẳng hạn, có một số người bỏ tiền ra mua vật phóng sinh để lấy tiếng tốt hoặc thấy thân hữu. Bè bạn làm việc phóng sinh và kêu gọi mình đóng góp dù không thật lòng, nhưng vì sợ người khác chê cười cho ta là keo kiệt mà làm vậy thôi. Người nào phóng sinh theo cách đó thì hôm nay họ phóng sanh con vật này, ngày mai lại ra tay giết con vật khác. Cái vòng luẩn quẩn giết tha, tha giết,
như thế rõ ràng không phải là ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh. Một trong những sai lệch thường gặp khác nữa là người ta thường đợi đến những ngày có lễ hội rằm 30, những dịp có đông người qua lại để làm việc phóng sinh, vô tình để cho kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của ta mà thừa dịp này họ đánh bắt nhiều hơn, giam nhốt những con vật trước mấy ngày để chuẩn bị bán kiếm được nhiều tiền. Trong việc phóng sanh, chúng ta phải sáng suốt, đừng để mắc vào những sai lệch như trên. Các loài chim, cá, thú rừng bị bắt về để bán cho người ăn thịt, ngày nào không có. Khi đã phát tâm làm việc phóng sanh thì chỉ sợ không có khả năng, chứ không đợi ngày giờ. Chỉ cần cứu sống được sinh mạng là ta tự thấy vui vẻ rồi. Nếu chúng ta âm thầm làm việc phóng sanh như thế thì những loài vật được cứu sống rất nhiều mà không kích thích lòng tham của kẻ săn bắt hay buôn bán chim thú. Vậy chúng ta hãy phát tâm từ bi, tinh tấn phóng sinh. Đó là hành vi mạnh mẽ nhất để đối trị tập khí giết hại nhiều đời của chúng ta. Nếu không phát tâm ăn chay, phóng sinh thì tập khí giết hại kia vẫn còn đó. Nó luôn luôn thúc giục chúng ta gây tạo nghiệp sát ngày càng sâu nặng. Công đức phóng sinh to lớn như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không phóng sinh mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản người làm việc phóng sinh, thì tội của họ chẳng khác nào kẻ sát sinh đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương cứu chữa, hàm oan mà chết. Tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa lỗi, sám hối. Nếu không thì địa ngục khổ hình chạy không thoát được. Trong kinh Phạm Võng, Phật dạy: Này Phật tử, phải đem lòng lành làm việc phóng sinh, thì tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn thịt, tức là giết cha mẹ nhiều đời của ta vậy. Vì thế phải thường làm việc phóng sinh. Khế kinh có câu: làm lợi ích cho chúng sinh, tức là cúng dường Phật. Luận Trí Độ dạy rằng: chư dư tội trung sát nghiệp tội trọng, chư công đức trung phóng sinh đệ nhất. Tại sao phải phóng sinh? Phóng sanh tức là trả nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung chứa hết được. Trong kiếp này chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, huống chi là nhiều đời, nhiều kiếp. Nên biết rằng luật nhân quả có nợ phải trả, có tội phải đền. Nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp, sao không kịp thời ăn năn sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả oan gia túc trái trong muôn một ư? Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: phóng chư sanh mạng, bệnh đắc từ vũ, chúng nạn giải thoát, phóng sinh tu phước, linh độ khổ ách, phất tào chúng nạn. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ, Phật dạy phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Khế kinh nói: thuở Phật còn tại thế, Ngài thường khuyên bảo các hoàng đệ tử phải nghĩ hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ đói khát bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời năm tướng suy hao, tứ chúng phải khéo quán sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong mười phương, đừng có quan trái lẫn nhau,
hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não, kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế gian hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơi thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây quan trái quá nhiều, khiến cho những quan hồn uổng tử nó theo báo quán. Muốn hóa giải quan trái ấy, phải quy y tam bảo trì trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú vãng sanh. Nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điểm lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chấp chứa những phiền não, sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển, làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó, việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ, như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói, bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, lời nói êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ bi được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay, giữ giới. Mỗi khi thấy nghe người và vật lầm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng, không mong cầu chi hơn. Nguyện may thành Phật cứu độ chúng sanh, được như thế mới phù hợp với bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ hẹp hòi do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mạc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm vua Ba Tư Nặc ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi, này ái hậu, trẫm nghe Phật nói, ái là gốc khổ đau, ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc, vậy thần thiếp xin hỏi, trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói vậy? Con mình chết là không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não, bệ hạ không thấy sao? Vua Ba Tư Nặc nghe qua liền tỉnh ngộ nói, nhờ ái khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra, lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, quan trái hận thù. Khổ đau đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này. Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không vương hận thù. Thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là đường vặn nẻo đường đời đầy cát bụi,
nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đượm tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn vạn trái, có hoa thơm hỉ xả ngát hương thơm, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành. 1. Không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết, xúi người giết. Thấy người giết vui theo đều phạm giới sát cả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn thứ nhất cấm không cho Phật tử giết người, sát vật? Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng. Kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Giết đồng loại bị quả báo hiện tại, thân nhân người ta sẽ báo thù, nếu không cũng bị pháp luật trừng trị. Cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian, nhưng không qua luật nhân quả, kiếp sau bị nạn nhân giết lại. Chưa hết, giết chết một mạng người tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa và phá vỡ những hoài bão, công danh sự nghiệp, làm cho họ chết trong uất hận, nuối tiếc. Quả báo đến với kẻ đó, đời sau chịu cảnh người thân phân ly, sự nghiệp đổ vỡ, chết trong đau thương, hối tiếc. Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ, luân hồi thường mạng, bệnh hoạn, chết yểu. Nói đến quan trái của nghiệp sát, thuở Phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm, nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ lẻ, không bao lâu có thai. Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẻ hết sức chu đáo, nên lòng ganh tị, ghen tuông nổi lên, sanh tâm độc ác. Mùa thuốc phá thai trộn vào thức ăn làm cho cả mẹ lẫn con đều chết. Vì thai già tháng, người chồng điều tra biết được quan tình, liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả vay, sau khi chết, người vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn cả gà mẹ. Kiếp thứ ba sau khi gà chết, sanh lại làm con beo, chồn sanh lại làm con nai cái. Mỗi khi nai cái có con, bèo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn bèo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng, lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như vậy, đến lần thứ ba, người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi đến gần kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe có tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão. Người vợ nhìn lên trời thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô. Phật bảo A Nan Đà ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Phật nên thần tỏ ra dễ dạy. Trước mặt hai nạn nhân, Phật từ tốn khuyên bảo: sao các ngươi cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế? Quan trái biết bao giờ mới chấm dứt?
Rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong, liền đọc kệ: Nếu lấy quán báo quán, quán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo quán, quán ấy tự tiêu tan. Nghe bài kệ và lời khuyên của Phật, hung thần và người phụ nữ hóa giải hết oán thù, đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Người xưa có câu: Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Đồ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chớ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏn sẻn. Chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói: Thuở Phật, có ông trưởng giả có của cải vô số, nhưng ông ta không biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài một kiền liên lấy làm lạ, nên nhập định thấy bảy đời liên tục ông ta không tạo được chút phước lành gì. Nhưng không hiểu sao đời nào cũng được giàu sang, Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này một kiền liên, sẽ dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng liên tục bảy đời như thế, là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành, lại gây ác nghiệp tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp khác bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết, thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: Sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn những chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu? Không nói ác khẩu. Ác khẩu là nói lời hỗn ẩu, cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng giết, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si, như trâu bò, heo, chó, hoặc hâm dọa đánh đập, giết hại người, đó là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, hủy nhục làm chi cho thêm thù vướng oán? Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy: Lời nói chẳng lành, nhá họa liên thanh. Nói không độ lời, thường sanh tai biến. Hay là: Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thân khẩu hại xác phàm, nói bậy bạ mang họa vào thân. Như chuyện vào thời Chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói: Lệnh của ta, tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai Chúa Nguyễn, Ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước, lời nhà, khi nói phải thật thà, êm dịu. Bởi con người ta bất bình với nhau vì có kẻ khác hơn mình, nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng, tù tội, tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét, đo lường hậu quả của nó, hãy lấy đó mà suy.
Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình. Nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm mọi cách gây gổ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ, đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động, kết quả đôi bên đều bị tổn hại. Khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sao đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn, họ lại nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chớ có cậy thế, ý quyền mà hiếp người nghèo khổ, ngu dốt chẳng chút xót thương. Hãy xem qua bài kệ nhân quả sau đây. Bắt tôi tớ nặng đề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn tại sao. Lão tổ cũng nói, hành hạ tôi tớ con cháu suy đồi, đánh đập chửi người thường sanh tai biến. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh, lợi, tình, tiền, của cải, trong kinh Trung Bộ, Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển, thấy các pháp vô thường, biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc có một sư tên là Thê Ra. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thê Ra không làm Phật lòng ai, cũng không phạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau, trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thê Ra đến hỏi: sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng Phật dạy: này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống. Này các vị,
thế nào là tìm về quá khứ. Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó. Cảm thọ ta từng là như thế đó. Địa vị của ta từng là như thế đó. Ta từng bị khổ đau như thế đó, phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sóng tư duy. Lo sợ hoặc mơ tưởng, trong tương lai hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây, từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì, nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì, biết rõ việc đó. Người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý tứ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những hành động có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại, để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi người hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh, an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn Sư Thê Ra. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Thuở xưa, có một triết gia
túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhận thấy một đám đông quây quần chung quanh mình, trên một ngọn đồi, ông nói: "Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi cũng khổ rồi." Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Nói đến quả báo của tánh ghen ghét đố kỵ thiêu dệt trong truyện cổ Phật giáo nói: "Vào thời Đức Phật, có ông thầy tên là Lusaka, từ thời nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói. Đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực, ít có ai cúng, nên thường bị đói khát. Cứ như thế kéo dài cho đến chết, không có lúc nào no bụng. Chư Tăng thấy thế hỏi Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì thầy Lusaka lãnh thọ quả báo như thế?" Phật nói: "Sở dĩ thầy Lusaka bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm, nói thiêu dệt biêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế." Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng: "Ghê gớm thay cho tánh đố kỵ." Tất cả các đại chúng đồng vâng lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình: nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước. Vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay. Người hay nói xấu kẻ khác, chứng tỏ họ còn phàm phu tục quả, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình, lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phồng lo sợ, họ biết được sanh chuyện đôi chối, lại bị người nghe khinh khi ngược lại mà không hay biết, cứ khoái chí nói mãi. Nói cho nhiều thì người đời càng ghét nhiều, có ích chi đâu. Như chuyện trong sách Sự Thế Kỷ, có anh chàng tên Nhiều, tối ngày cứ hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó, soi mói, thiêu dệt, chỉ trích, đã kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá, lắm mồm, nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào hoàn cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ. Khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng mà ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương, trên thế gian không ai thông cảm tôi được hết. Ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi tại sao họ không thông cảm? Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sanh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết cúng dường, bố thí, kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không hóa giải nỗi nghiệp sát sanh. Muốn hóa giải nghiệp sát, chỉ có cách trì trai, giữ giới phóng sanh mới có thể hóa giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường, muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình nên cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường, quý sư khuyên giữ giới, ăn chay, phóng sanh, họ không màng đến. Đợi khi chết chóc, khổ đau tới,
mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu Phật, phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như vậy mới mong khi chết được nhẹ nhàng, an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và băng thuyết pháp cho họ xem, nghe cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ trả lời rằng, con không dám xem kinh, nghe pháp, vì khi xem, nghe rồi, thấy làm việc chi cũng đều có tội. Tôi nói, thực ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm, chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng, núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn, tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói, con bận công chuyện suốt ngày không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói, quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chớ có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Trước khi đã muốn rồi thì môi trường nào cũng có thể xem kinh, nghe pháp được. Có nhiều người thấy nhiều đáng thương, lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn, khổ đau đến thì vô chùa van vái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh, gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui, còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Người nào hàng ngày biết tu tập thì không bao giờ sợ hãi, đau khổ trước khi lâm chung. Chúng ta xem tiếp câu chuyện sau đây sẽ thấy được sự lợi ích của việc tu hành. Vào thời Đức Phật, có vị khất sĩ Vakali bị bệnh rất nặng. Thầy mong được thấy mặt Đức Phật trước khi qua đời. Đức Phật biết được nguyện vọng của Vakali, cho nên Ngài cùng Đại Đức A Nan đã thân hành đến thăm sư. Thấy Phật đến, Đại Đức Vakali gắng gượng ngồi lên, nhưng sư không ngồi lên nổi. Phật đỡ sư nằm xuống rồi nói: những cơn đau trong cơ thể của sư có giảm bớt không? Bạch Đức Thế Tôn, những cơn đau trong cơ thể của con đã không giảm bớt, trái lại còn tăng dần, làm cho thân con đau nhức vô cùng. Này Vakali, trong đời sống tu hành sư có lỗi lầm gì không? Bạch Đức Thế Tôn, con không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của con cả. Lành thay, này Vakali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rõ sắc thân này là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại cảm thấy thọ cũng là vô thường, sinh diệt biến chuyển không ngừng. Những cơn đau nhức cũng như khổ thọ và lạc thọ, nó đang sinh diệt biến chuyển không ngừng trong con. Trị giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường. Trước khi Đức Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính chất vô thường sinh diệt của năm uẩn ấy, không có cái gì gọi là tự ngã cả. Hay lắm Vakali, tôi đã có đức tin nơi sư, trong năm uẩn quả thật
không có một cái gì gọi là tự ngã cả. Sư hãy giữ chánh niệm tự tại mỉm cười ngay với những cơn đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể. Như thế sư sẽ khắc phục được mọi khổ đau. Nghe lời Phật dạy, sư Vakali càng thấy rõ năm uẩn là vô thường, khổ, không và vô ngã. Sư không còn bị ràng buộc vào năm uẩn. Sư hoan hỷ thành kính xá Phật, rồi an nhiên thu thần thị tịch. Sau khi sư Vakali từ trần, Đức Phật cho gọi các vị khất sĩ đến. Ngài nói: Này các vị khất sĩ, các vị nên tinh tấn giữ giới, hành thiền để có được trí huệ. Nhờ có trí huệ, hiểu biết thì những khổ thọ về thân xác hay tâm ý không làm cho ta sầu muộn, than van, khóc lóc, không đày đọa thân thể và tâm hồn. Các vị hãy bình tĩnh trước những cơn đau, ta phải đem hết toàn thân ra chịu đựng và quán chiếu cơn đau này không phải là của ta. Ta không phải là cơn đau, ta không kẹt vào cơn đau vì khổ thọ, nó chỉ là cảm thọ. Ta không phải cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ, thì cảm thọ khổ đau không trói buộc được ta. Người nào có học, có tu và giác ngộ, không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình. Cũng như thế các vị, đối với người có tu, có học, có đạt đến trí huệ, thân tuy có đau khổ, nhưng đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu, không học, không có trí huệ thì chẳng có nghĩa lý gì. Này các vị khất sĩ, khi sắp mệnh chung, việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Mỗi động tác và cảm thọ cần đặt trong chánh niệm, quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể với các cảm thọ đều không thật, để cho ta không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ, dù là lạc thọ hay khổ thọ. Thân thể và cảm thọ như một ngọn đèn, đủ duyên thì cháy sáng, hết duyên thì tắt liệm. Nếu ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên thì sinh, lão, bệnh, tử sẽ không khống chế được ta. Này các vị khất sĩ, phải thường nghĩ đến sinh, già, bệnh, chết trong đời sống hàng ngày để đừng bị chìm đắm trong dục vọng. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có được tự do để làm cho cuộc đời chung quanh ta bớt khổ. Sinh, già, bệnh, chết là lẽ đương nhiên. Người đạt đạo có thể đạt đến trạng thái thản nhiên trước sinh, già, bệnh, chết. Trong tự tánh của vạn pháp không có cái gì sinh, không có cái gì diệt, không còn mà cũng không mất, không thêm và không bớt. Sắc thân hiện thời của ta là do tứ đại kết hợp. Tứ đại tan ra rồi lại kết hợp. Đừng vì sự sống chết ràng buộc tâm ta. Quán được như vậy thì ta sẽ được an lạc giải thoát. Quán chiếu về tính chất vô thường của vũ trụ nhân sinh không phải tỏ ra thái độ bi quan yếm thế, mà chính là hướng dẫn ta có cái nhìn chính xác về sự thật của đời sống. Nhờ có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt như vậy mà ta được an ổn, định tĩnh, không còn ưu tư sầu muộn, đau khổ, nên tâm ta đạt được an lạc, giải thoát. Phật thường khuyên bảo chúng ta phải hằng nghĩ đến cái thân này là vô thường, thì tự nhiên sự chấp ngã, tham, sân, si không còn, lòng từ bi nảy nở, biết thương người, cứu vật. Sự tranh đấu giành giật sát hại lẫn nhau giữa người và người, cùng loài vật không còn nữa. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, giải thoát. Quý Phật tử nên nhớ như vậy mà cố gắng tu hành. Trước khi dừng bút, tôi không biết gì hơn, xin nhắc quý Phật tử: phàm làm việc gì nên biết hậu quả của nó về sau. Nếu nhận thấy việc làm nào phù hợp với đạo,
đem đến sự an lạc, lợi ích cho mình và người cùng vật, thì cố gắng tích cực làm liền, chớ nên hẹn hò. Người xưa bảo tu là để chuẩn bị trước cho cái chết tốt đẹp, chớ để chết đến mà chẳng có tu. Cổ đức thường khuyên, đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày, vô thường tấn tốc nào ai biết, chớ nên lần lửa hẹn ngày mai. Phàm không lo xa ắt có chuyện buồn gần, để nước tới lưng mới nhảy sao cho kịp. Quý Phật tử là những người mến mộ Phật Pháp, tôi xin nhắc nhở quý vị đôi điều, trợ duyên dìu dắt lẫn nhau đi vào ngôi nhà Phật Pháp. Tôi ước mong sao quý Phật tử nương theo lời dạy của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, để hiện tại thân tâm được an lạc, đến lúc lâm chung thân an niệm chánh, được Phật Di Đà cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Có người nói, nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa, những loài hung dữ như hùm, beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian tranh đấu để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại, chịu cảnh trả vay giống như ai mến nhà tiếc của. Đi đâu rồi cũng trở về nhà, chấp cái thân này, phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật, thánh, tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật, nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực, nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ, dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật, nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật. Cho nên chấp nhận hết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả và lặn lội đến nay mới tới, tuy đứng gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhân đó Phật dạy, thân này là bất định, do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp, phải lợi dụng nó mà làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực,
sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sanh nở được. Sư xúc động quá, liền về bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo, sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên, nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sanh được em bé bình an. Song nghiệp sát thật là khó giữ, vì sự ăn uống hàng ngày, người ta phải sát sanh, hại vật, có ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm, họ vẫn làm, họ vẫn làm. Họ vẫn làm, họ vẫn làm, họ vẫn làm, họ vẫn làm, họ vẫn